Cậu bé ở Hà Tĩnh, bản hợp đồng trên chiếc khăn của Messi và câu chuyện về phát hiện nhân tài. Người biết rõ nhất làm cách nào để Manchester United thua trận không ai khác hơn chính là Jose Mourinho. I sit in this chair with Porto, Man United out. I sit in this chair with Real Madrid, Man United out. So I don't think is something new for the club. Cờ vua, sự hấp dẫn của một môn thể thao tĩnh mà động. Có một phần mềm có thể coi như có trí thông minh nhân tạo ngang ngửa với vua cờ Magnus Carlsen. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng thử tỉ thí với vua cờ xem sao. Kính chào quý vị, chương trình Ấn tượng thể thao 7 ngày ngày hôm nay sẽ mở đầu bằng câu chuyện tìm kiếm nhân tài trong thể thao. Chúng tôi đã từng nghe ngày xưa, những người tuyển cầu thủ có khi phải đi xe đạp đến từng nhà vận động viên, vận động các gia đình cho các em có năng khiếu theo tập bóng đá. 10 năm trước thì chúng tôi được tận mắt thấy chiếc xe phát thanh của Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG len lỏi từng góc phố để thông báo cuộc tuyển chọn của mình ở các địa phương. 1996, 1997 và 1998, không bị dị tật bẩm sinh, sức khỏe tốt, có năng khiếu bóng đá, thời gian tuyển sinh tại thành phố Đà Nẵng. Cách tiếp cận cũng góp phần tạo ra các nhân tài. Giờ thì các cuộc tuyển chọn vẫn diễn ra theo cách đó, nhưng trong thời đại của mạng xã hội, các câu lạc bộ chưa đi tìm nhân tài thì các nhân tài đã tìm tới với họ rồi. Đây là hình ảnh cậu bé có những pha đi bóng rất giống Messi gây một chút xôn xao trên mạng trong tuần qua. Cậu bé này tên là Lê Anh Đức, sinh năm 2007 tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là những hình ảnh được gia đình của Đức quay và sau đó truyền lại cho những đồng nghiệp của chúng tôi tại báo Hà Tĩnh. Anh Đức thể hiện khả năng chơi bóng rất nổi bật trước các bạn bè đồng trang lứa. Năm ngoái, cậu bé đã giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá nhi đồng huyện Hương Sơn. Những pha đi bóng khéo léo, những tình huống xử lý tinh quái của một cậu nhóc 11 tuổi đã khiến nhiều người phải đặt cho anh Đức biệt danh là Messi Hà Tĩnh. Khi nói ví cậu bé đi bóng như Messi thì chắc chắn là chúng ta không nói tới Messi đã ghi bàn thắng thứ 600 của mình trong sự nghiệp hay là Messi đã ghi cú đúp loại Chelsea ra khỏi Champions League trong những ngày qua. Chúng ta đang nói về Messi của năm 2000 trên những sân bóng gồ ghề ở Argentina. Quả thật là câu chuyện ly kỳ về tài năng thiên bẩm của ngôi sao này khiến cho mọi cậu bé có khả năng dê dắt bóng qua người ở tuổi thiếu niên đều được ví như Messi cả. Và ngược lại thì mọi cậu bé yêu mến và thần tượng Messi chắc đều xem được hình ảnh của Messi khi còn nhỏ mà học tập noi theo. Chỉ cần một dòng tìm kiếm trên Google về những cậu bé có thể đi bóng giống như Messi, chúng ta sẽ thấy là chắc quốc gia nào hầu như cũng có những cậu bé có khả năng vượt trội hơn so với những cậu bé khác. Nhưng giữa tất cả những cậu bé tài năng đó, giữa chính Messi của năm 10 tuổi có một khoảng cách quan trọng với Messi của ngày hôm qua. Khoảng cách đó mang tên là Barcelona. Tìm kiếm và phát triển nhân tài đúng cách mới là giai đoạn quan trọng nhất tạo nên ngôi sao. Messi chưa chắc đã có ngày hôm nay nếu như không có bản hợp đồng trên chiếc khăn ăn này. Tình cờ thì chính trong tuần qua, Carles Rexach, cựu huấn luyện viên và cựu giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Barcelona đã gây chú ý khi chia sẻ lại về cái cách mà ông phát hiện ra cậu bé đặc biệt tài năng ngày nào để đưa về Barcelona năm Messi mới 13 tuổi. Trong khi Messi ghi hai bàn loại Chelsea ra khỏi Champions League, thì Carles Rexach, cựu huấn luyện viên và giám đốc kỹ thuật của Barcelona đã chia sẻ sự khởi đầu cũng phi thường không kém của anh. Một bản hợp đồng trên chiếc khăn ăn của nhà hàng là cách mà cậu bé thần đồng Messi đã đến với thế giới bóng đá. Barcelona và các đội bóng lớn ở châu Âu có một đội ngũ tuyển trạch hùng hậu,
họ được hưởng lương cao nhưng cũng mất việc rất dễ dàng nếu để một tài năng trẻ lọt vào tay đối thủ. Carlos Resac thời đó được phái tới tìm hiểu tin đồn về một thần đồng mang tên Messi. Chỉ một lần xem Messi năm đó là 13 tuổi chơi bóng, ông đã nói: "Bóng đá là một môn thể thao tập thể, nhưng Messi quá đặc biệt, cậu nhóc thích một mình giải quyết mọi chuyện." Resac gặp cha con Messi tại một nhà hàng sau đó, và bản cam kết vội vã trên chiếc khăn ăn được người phục vụ mang tới là một minh chứng cho chính sách chiêu mộ nhân tài của nhiều đội bóng châu Âu. Nhắc lại hai câu chuyện một cách ngẫu nhiên được nói tới nhiều trong vòng một tuần qua để nhấn mạnh lại rằng tài năng xuất hiện thì cũng quan trọng đấy, nhưng phát hiện và đào tạo họ mới là yếu tố quyết định tạo ra những tài năng cho tương lai thực sự. Vậy thì trở lại với cậu bé Messi ở Hà Tĩnh, cơ hội nào cho cậu ta? Liệu video clip vừa rồi có đủ sức nặng để ít nhất là gia đình cậu nhận được một cuộc điện thoại từ một câu lạc bộ nào đó hay chăng? Chúng tôi đã làm nhiệm vụ kết nối giữa gia đình em và các trung tâm đào tạo trẻ có tiếng của chúng ta xem sao. Sau khi đoạn video clip này trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, chúng tôi đã liên hệ với gia đình và cha mẹ của anh Đức bày tỏ mong muốn cho con theo nghiệp bóng đá chuyên nghiệp để thỏa niềm đam mê. Theo chiều ngược lại, chúng tôi kể câu chuyện về em cho những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ uy tín hiện nay. Và có thể nói, nếu cậu bé này tài năng thực sự như chúng ta thấy, giờ lựa chọn trung tâm nào cũng khó đây. Đầu tiên, gần nhất với em, chắc chắn không thể bỏ qua Solan Nghệ An. Đội bóng này làm công tác tuyển chọn trẻ tại chỗ và các trung tâm vệ tinh với 21 điểm theo dõi tìm kiếm cầu thủ năng khiếu tại các huyện. Chủ tịch câu lạc bộ Solan Nghệ An Nguyễn Hồng Thanh nói, nếu có nhân tài, dù ở bất kỳ nơi đâu, ông cũng sẽ cử người tới chiêu mộ bằng được. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thì đã từng có được nhiều tài năng theo cách nghe danh tìm đến rồi. Giám đốc điều hành Huỳnh Mau cho biết, ông đã xem clip của anh Đức và cũng đang tìm cách liên lạc với gia đình cậu bé để mời lên tập thử. Nhưng có lẽ hành động cụ thể nhất là trung tâm đào tạo trẻ PVF. Tình cờ là trung tâm này đang quảng bá cho chiến dịch tuyển sinh mới. Ông Hoàng Anh Tuấn, trưởng ban huấn luyện của trung tâm, sau khi xem xong clip về anh Đức, đã trực tiếp gọi điện cho gia đình em và sẽ cử người tới Hà Tĩnh trực tiếp xem em thi đấu. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ thêm, PVF có hai kênh đào tạo nhân tài, đó là tuyển sinh và tuyển trạch. Thì kênh tuyển trạch là kênh quan trọng hơn. Các tuyển trạch viên của PVF được cử đi khắp các tỉnh thành trong cả nước, tìm hiểu, phát hiện những em có tố chất đặc biệt tại các giải bóng đá học sinh và hội khỏe phù đồng. Chỉ xét đến những trung tâm đào tạo trẻ có chất lượng hiện nay thì nền bóng đá của chúng ta vẫn còn quá ít. Điều đó đồng nghĩa với việc là nhiều nhân tài có thể đã mất đi cơ hội của mình. Và nếu để ý thì chúng ta sẽ thấy rằng là đội tuyển U23 mới đây làm nên kỳ tích tại châu Á bằng rất nhiều tài năng đỗ vớt. Bao nhiêu tài năng trẻ ở Hải Dương hay Tuyên Quang hay là Thái Bình đã phải chia tay với niềm đam mê của mình trước khi chúng ta có được Xuân Trường, Văn Thanh hay là Tuấn Anh, chỉ vì các địa phương đó không có đội bóng chuyên nghiệp. Ngay kể cả một cầu thủ như Quang Hải cũng đâu có ngay lập tức tới được với câu lạc bộ Hà Nội đâu. Tất cả đều qua những mô hình gọi là đào tạo vệ tinh ở tuyến dưới cả. Tôi đang có mặt tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội, đặt tại huyện Gia Lâm. Trung tâm này thì không nổi tiếng về bề dày truyền thống như là lò Sông Lam Nghệ An. Không có cơ sở vật chất điều kiện tốt như là PVF hay là Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên đây lại là nơi đã sản sinh ra rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá nước nhà. Có thể kể ra ở đây như Đình Trọng, Đức Huy, Duy Mạnh và đặc biệt nhất đó là Quang Hải. Đây là đội hình đội bóng chúng tôi gọi vui là Gia Lâm FC. Toàn những gương mặt trẻ nổi bật xuất thân từ chính nơi này. Tại sao một trung tâm thuộc diện nghèo vượt khó như thế lại từng tuyển mộ được nhiều nhân tài vậy? Đó có lẽ là thắc mắc của rất nhiều người. Cái yếu tố tâm lý đối với gia đình rất quan trọng. Có những thời điểm chúng tôi phải gần như là trích kinh phí hoặc ứng tiền ra, ví dụ mua tivi hoặc là cái tác phẩm gì đấy để làm quà cho gia đình, lấy cái niềm tin để mời các vận động viên lên Hà Nội. Đấy là những cái câu chuyện vui, nhưng mà những người làm thể thao cũng tâm huyết, có thể hy sinh. Ngoài cái góc độ công việc là mình phải tìm và mình chọn được những vận động viên tốt nhất về với mình. Như góc độ về tình cảm thì ai cũng muốn là có những cái điều kiện tốt nhất cho vận động viên. Tuy nhiên thì có một cái điều mà những vận động viên cũng phải lên hiểu là từ những cái khó khăn, những cái gian truân đấy thì mới tôi luyện được cái bản lĩnh. Gọi là trung tâm bóng đá, nhưng thực tế chỉ có khoảng vài chục học viên thuộc ba lứa U11, U13 và U15. Các em có năng lực được tiếp tục đôn lên tập tại câu lạc bộ Hà Nội. Cũng vì thế mà trung tâm này được coi là mô hình đào tạo vệ tinh của đội bóng thủ đô. Hơn 15 năm qua, không có gì thay đổi ở đây. Cơ sở vật chất vẫn sơ sài. Vẫn những con người đó, ngày một già đi, nhưng tâm huyết thì vẫn hừng hực và động lực thì tràn đầy. Mình làm trẻ là vất vả đấy. Thì bản thân tôi từng này tuổi, tôi vẫn phải thị phạm, vẫn phải lăn ngã, nhiều lúc phải bay mẫu cho các cháu.
Tại tôi cũng nghĩ là mình mà nghỉ thì tôi buồn lắm. Tình huống của Hải ghi trên tuyết tôi rất xúc động. Nói chung là quả bóng ấy tôi cũng là quá xúc động luôn. Tại vì những đúng cái chỗ điểm này là Quang Hải đã từng tập những cái động tác, những bài tập để sút bóng vào như các bạn thấy. Những cái cầu thủ mà đã thành công ở Gia Lâm mình có phải là một trong những cái đưa ra để mà làm động lực cho phụ huynh không anh? Đúng rồi, bọn tôi cũng đưa ra những cái động lực mà để cho phụ huynh hiểu và các cháu phấn đấu. Em tập được 4 năm rồi. Điều gì là khiến cho em gắn bó với trung tâm này? Em thấy tập ở đây cùng các bạn vui và các thầy chỉ dẫn nhiệt tình. Các anh ở đây cũng đã được lên trên U23 tập nên em có phấn khởi, em muốn tập ở đây tiếp. Đã bao giờ em nhìn thấy những cái cầu thủ ở Hoàng Anh Gia Lai hay là PVF và em cảm thấy một chút gì đấy ghen tị với các bạn đấy không? Em không thấy cảm thấy ghen tị gì vì em hạnh phúc khi được tập ở nơi này. Trung tâm của mình thì không có đội bóng lớn, thì sau này em muốn đầu quân cho đội nào? Em đầu quân cho Nam Định. Em đang mặc áo Hà Nội FC đó. Nhưng mà quê hương em ở Nam Định. Những chia sẻ đầy lạc quan này thực sự là liều thuốc tinh thần khích lệ công tác đào tạo trẻ. Điều quan trọng nhất để phát triển tài năng bóng đá có khi không nằm ở yếu tố điều kiện vật chất, mà chính bản thân thầy và trò phải luôn có một tinh thần quyết tâm, dám chấp nhận khó khăn, đương đầu và vượt qua nó. Chúng ta không thể thiếu nhân tài bóng đá. Một đất nước hơn 90 triệu dân đam mê bóng đá cuồng nhiệt thì không thể thiếu được. Chúng ta chỉ thiếu những nhà tuyển trạch, những trung tâm đào tạo sẵn sàng mở cửa đón những nhân tài mà thôi. Câu chuyện về cậu bé Hà Tĩnh này không hứa hẹn ngay chúng ta một Messi trong tương lai. Đó chỉ là một cơ hội để chúng ta thấy được phản ứng của một nền bóng đá trước những tài năng trẻ mà thôi. Quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trình Ấn tượng Thể thao 7 ngày và trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Man United đã trở thành Mo United như thế nào? Sự thú vị của một trong những môn thể thao tĩnh lặng nhất thế giới, góc nhìn của chúng tôi ngay từ phía trước bàn cờ. I sit in this chair twice in the Champions League and I knock out Man United at home at Old Trafford. I sit in this chair with Porto, Man United out. I sit in this chair with Real Madrid, Man United out. So I don't think is something new for the club. Manchester United đã rời khỏi Champions League bằng một lối chơi không hề có sức sống, nhưng Jose Mourinho thì đã đưa ra một lý do đầy sáng tạo để giải thích cho thất bại của mình. Phát biểu này của ông như là đổ thêm dầu vào lửa cho nỗi bức xúc của nhiều cổ động viên sau khi đội nhà bị loại. Lần gần đây nhất Manchester United bị loại khỏi vòng 16 đội của Champions League, ông Mourinho chính là người đã mang tới thất bại đó năm 2013 cùng với Real Madrid. Và chúng ta hãy nghe người chiến thắng ngày hôm đó miêu tả về Manchester như thế nào. Man United was playing very well. They were very compact. They were very aggressive. Good aggressivity. They were very well organized tactically. And the match was very difficult for us. Rõ ràng là cách mà ông Mourinho trả lời phỏng vấn khi chiến thắng thì khiêm nhường hơn rất nhiều so với khi ông thất bại. Nhưng có một điều chúng ta đã nhận ra, chính Mourinho đã nói lên thực tế đang được bàn tới rất nhiều trong những ngày qua. Đó là Manchester United đã thay đổi ra sao sau 5 năm. Huấn luyện viên của Sevilla thì không thể dành những lời khen ngợi tương tự cho đội bóng của Mourinho, đội bóng mà họ đã đánh bại tại Old Trafford hôm thứ Tư vừa rồi. Những con số thống kê cho thấy rằng Manchester United chỉ sút trúng cầu môn đúng 4 lần sau cả 2 lượt trận đá với Sevilla. Đó là một thực tế cho thấy rằng ông Mourinho đã tự biến mình thành đội bóng cửa dưới so với đội bóng Tây Ban Nha. Trong một loạt những bài bình luận về thất bại của Manchester United thì thuyết phục nhất trên phương diện những con số đó là từ tờ Independent của nước Anh. Với hàng tít là Mourinho đang sử dụng công nghệ lạc hậu analog trong kỷ nguyên của kỹ thuật số. Manchester United đã từng bị loại ra khỏi Champions League bởi những đội bóng còn kém danh tiếng hơn nhiều so với Sevilla. Nhưng họ chưa bao giờ tiếp cận trận đấu như vậy cả. Ông Mourinho đã hài lòng với một trận hòa 0-0 trên sân khách và mong muốn đi tiếp bằng một chiến thắng tối thiểu khi trở lại sân nhà. Đó chính là cách đã đưa Mourinho tới thành công năm 2004 cùng với FC Porto, một đội bóng có tiềm lực và danh tiếng kém xa nhiều so với Manchester United ngày nay. Đó là cách tiếp cận trận đấu của một đội bóng cửa dưới, một đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Mourinho thích cách này. Những sự viện dẫn những chiến thắng gần đây trước Chelsea hay là Liverpool tại giải ngoại hạng chỉ là một minh chứng xác thực hơn cho việc Manchester United của lối chơi tấn công áp đảo ngày nào giờ đây thích hợp hơn
cho một định hướng thực dụng. Nếu như Mourinho là công nghệ cũ, thì tiêu biểu cho trường phái kỹ thuật số hiện đại, chớ trêu thay bây giờ lại chính là Pep Guardiola với người hàng xóm Manchester City. Thống kê cho thấy rằng là kể từ khi ông Pep Guardiola bắt đầu xuất hiện tại Champions League vào năm 2008, thì số lượng bàn thắng trung bình tại các vòng đấu loại trực tiếp của Champions League đã tăng đáng kể từ 2,5 lên 2,9 bàn một trận. Nhưng có vẻ ông Mourinho không thích thú lắm khi bị hỏi về số liệu. Với ông, quan trọng nhất vẫn là ai thắng ai thua mà thôi. That's statistics. Đúng là nếu chỉ nhìn vào số liệu không thì mọi thứ thật là khô khan. Hãy dùng cảm nhận của mình mà xem. Các cổ động viên của các đội bóng đối thủ Manchester United chắc chưa quên cảm giác lo ngại mỗi khi đội bóng của mình đối mặt với Manchester United của Alex Ferguson. Còn chính các cổ động viên của Manchester United giờ đây không thể phủ nhận một thực tế là đội bóng của họ dù kết quả đã khá hơn so với cách đây 3 năm, nhưng lối chơi thì không thể nào hấp dẫn được như là Tottenham, Liverpool hay Manchester City thì lại càng không. Vậy thì câu hỏi thực tế mà họ phải đặt ra vào lúc này đó là chúng ta sẽ phải chịu đựng điều này đến khi nào nữa? More time on the training pitch, what is it that needs to change? Everything together. Que tenemos que cambiar? Sorry. Spending more money, more better players. No, everybody spends money, right? It's not just us, right? Mọi thứ cần phải thay đổi. Câu trả lời của ông Mourinho có thể hiểu theo cách là chúng ta cần phải bỏ thêm nhiều tiền hơn nữa. Ngài Alex Ferguson đã chỉ tiêu đúng 71 triệu bảng trong vòng 5 năm cuối cùng dẫn dắt Manchester United. Nhưng đội bóng của ông vẫn giành 3 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh, 2 lần vào chung kết Champions League và có thêm một League Cup nữa. Ông Mourinho đã chi tiêu 300 triệu bảng trong vòng 2 năm gần đây. Và chúng ta hãy xem Alexis Sanchez và Paul Pogba, hai hợp đồng bom tấn của đội bóng đã làm gì trong trận thua trên sân nhà trước Sevilla. Một thông điệp ẩn danh được đưa ra từ cuộc họp ban lãnh đạo đội bóng những ngày qua cho biết, dù tương lai của ông Mourinho tại sân Old Trafford vẫn được đảm bảo, nhưng đã có những câu hỏi nghiêm túc được đặt ra. Liệu đây có phải là một sự lựa chọn phù hợp cho yêu cầu vừa có thành tích vừa phải chơi đẹp của Manchester United hay không? Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì Ấn Tượng Thể Thao 7 ngày lại có dịp được rời khỏi trường quay của mình để tới với những địa điểm thi đấu. Đây chính là địa điểm thi đấu của giải cờ vua HD Bank năm 2018. Lúc này thì ván đấu thứ 9 vẫn chưa diễn ra và đây là khoảng thời gian duy nhất mà chúng tôi có thể được tác nghiệp thoải mái như thế này trong căn phòng này, bởi môn cờ vua luôn đòi hỏi sự tập trung cao nhất của các kỳ thủ và chỉ ít phút nữa thôi thì căn phòng này sẽ được lấp đầy. Và khi các vận động viên đã ngồi vào bàn cờ của mình thì chúng tôi sẽ phải di chuyển ra khỏi phòng thi đấu để nhường lại cho họ bầu không khí yên tĩnh. Việc phải tác nghiệp ở bên ngoài căn phòng thi đấu như thế này thì không phải là một điều lạ duy nhất mà chúng tôi được trải nghiệm khi tác nghiệp tại một giải cờ vua, mà riêng việc ghi hình của một môn thể thao tưởng như là tĩnh như cờ vua cũng không hề đơn giản. Chúng tôi đã bàn với nhau làm thế nào để ghi hình được một bước đi của Lê Quang Liêm như thế này. Nhiệm vụ phải hoàn thành là quay được hình ảnh kỳ thủ số 1 Việt Nam đặt tay đi một quân cờ. Và cách duy nhất để bắt được một vài giây đó là bấm máy đợi sẵn trong nhiều phút. Vì sao ư? Vì trước khi đặt tay, các kỳ thủ phải nghĩ đến 5-10 phút. Chẳng có dấu hiệu nào để chúng tôi biết được khi nào nên bấm máy và cách duy nhất là đợi sẵn. Và vì sao các kỳ thủ phải cân nhắc lâu đến vậy ư? Hãy đi xa khỏi bàn cờ một chút, đến với bàn trọng tài. Chiếc máy tính ở đây sẽ nhận tín hiệu từ chip điện tử gắn trên các bàn cờ và nước đi sẽ được hiển thị ngay. Luật quy định các kỳ thủ không được phép đi lại nước cờ của mình. Vì vậy, họ phải cân nhắc rất nhiều cho nước cờ ấy. Quay trở lại với nhiệm vụ chính. 5 phút trôi qua, hai kỳ thủ vẫn đang ở đâu đó trong dòng suy nghĩ của mình. Ồ, hình như Quang Liêm có động tĩnh. Không, anh vẫn đang tiếp tục nghĩ. Có vẻ như Quang Liêm đã nghĩ xong. Ôi không, đúng lúc này thì một kỳ thủ vô tình đi ngang qua máy quay. Những phút chờ đợi vừa rồi đã là vô ích. Anh quay phim thân mến, lần sau chúng ta sẽ may mắn hơn. Thế mới thấy ghi hình một môn thể thao vận động viên ngồi yên một chỗ có khi còn khó hơn cả những môn vận động. Thực ra khi họ ngồi tính toán trước hàng chục nước đi như vậy thì đấy chính là tĩnh mà động. Và muốn tĩnh được thì các kỳ thủ cũng phải động. Để giữ được sự minh mẫn khi ngồi yên 4-5 tiếng đồng hồ, họ phải rèn luyện thể lực mỗi ngày. Nói chung là thi đấu ở cái trình độ vừa phải thì cũng chưa sao, thật sự là như thế.
Nhưng mà nếu mà mình muốn thi đấu ở cái trình độ đỉnh cao thì cái nền tảng thể lực là cái yếu tố không thể thiếu. Vậy là ghi hình một buổi tập hàng ngày của kỳ thủ cờ vua cũng có điểm giống vận động viên các môn khác. Vậy còn ghi hình khán giả thì sao? Đây lại là một điều mới mẻ nữa. Ở các môn khác, vận động viên di chuyển, khán giả ngồi một chỗ. Còn ở cờ vua, vận động viên ngồi một chỗ, khán giả lại di chuyển. Khó có ai đứng theo dõi được một ván cờ 4 tiếng. Khán giả cờ vua đi từ bàn cờ này sang bàn cờ khác để xem nhiều ván cờ một lúc. Chân thì động, nhưng đầu thì phải tĩnh. Bởi vì đây nó là một thể thao trí tuệ, thế cho nên mình cũng phải dùng trí tuệ để thưởng thức. Ở đây mình không thể hò hét, là mình phải giữ yên lặng cho các kỳ thủ người ta tập trung suy nghĩ và thi đấu. Đấy, thế cho nên mình cũng chỉ là quan sát thôi. Đó là hành trình chúng tôi khám phá sự hấp dẫn của môn cờ vua qua hai trạng thái tĩnh và động. Và để đưa ra một câu kết luận thì nghe hơi giống bí kíp luyện một môn võ công nào đó. Trong tĩnh có động, trong động có tĩnh. Và bây giờ thì cho phép chúng tôi được chuyển sang một chủ đề khác được cả thế giới cờ vua quan tâm trong nhiều năm trở lại đây. Đó là trí thông minh nhân tạo. Quý vị thân mến, ví dụ như ở trước mặt tôi bây giờ không phải là một kỳ thủ nào mà là một cỗ máy, thì tôi phải làm thế nào để giành chiến thắng đây? Năm 1996, kỳ thủ người Nga Garry Kasparov, khi đó vẫn đang ngự trị trên đỉnh cao làng cờ, đã có một cuộc đấu 6 ván với siêu máy tính Deep Blue của hãng IBM. Lúc đó, máy tính đã có một ván thắng, nhưng chung cuộc thì thắng lợi vẫn thuộc về vua cờ. Chỉ một năm sau, gã khổng lồ công nghệ IBM nâng cấp Deep Blue lên có tốc độ cao gấp đôi. Và ở lần tái đấu này, siêu máy tính đã chiến thắng vua cờ. Trong 5 ván đấu, Kasparov không thắng được ván nào. Ông thua 2, hòa 3. Thế giới lần đầu tiên chứng kiến trí thông minh nhân tạo vượt qua được trí thông minh của nhân loại. Kể từ đó đến nay, cờ vua chứng kiến nhiều cuộc đối đầu giữa máy tính và con người. Phần lớn, chiến thắng thuộc về những chiếc máy tính. Các cái chương trình cờ vua hiện nay trên thế giới nó đã được phát triển rất là mạnh rồi, và không kỳ thủ nào có thể thắng được các chương trình cờ vua cả, hay cả vua cờ thế giới nó có đánh với các chương trình cờ vua chắc chắn cũng thua. Nhưng mà con người ngày nay thì không có phải thi đấu với máy tính mà chỉ thi đấu với nhau thôi, cho nên là chúng ta có thể dùng máy tính để mà hỗ trợ mình trong cái việc tập luyện. Học từ máy tính để trở nên thông minh hơn, đó là điều mà con người hướng đến trong cuộc ganh đua này. Và để việc học ấy trở nên thú vị hơn thì con người phát triển ra những cách chơi mới. Vua cờ không đấu với máy nữa, vua cờ có thể chính là máy. Đây là phần mềm Play Magnus, được viết nên bởi chính Magnus Carlsen, người hiện đang có hệ số Elo cao nhất thế giới. Phần mềm này được viết nên bằng cách tổng hợp rất nhiều những ván cờ khác nhau của vua cờ, và vì thế mà người ta có một phần mềm có thể coi như có trí thông minh nhân tạo ngang ngửa với vua cờ Magnus Carlsen. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng thử tỉ thí với vua cờ xem sao. Ứng dụng này chia các độ khó theo tuổi đời của Magnus Carlsen. Dễ nhất là 5 tuổi, khi kỳ thủ người Na Uy mới tập chơi. Dù là một thần đồng, thì khi đó Carlsen mới chỉ có những nước đi đúng luật cờ mà thôi. Khi bạn đấu với máy ở chế độ này, thì chiến thắng đến khá dễ dàng. Nhưng khi thử sức với Magnus Carlsen 13 tuổi, thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là năm mà Carlsen chính thức đạt danh hiệu đại kiện tướng. Dễ hiểu khi sau hơn 20 nước đi, máy gần như đã dọn dẹp xong bàn cờ của người chơi nghiệp dư. Tôi vừa thua vua cờ Carlsen ở tuổi 13 một cách rất chóng vánh, và tôi nghĩ là mình không cần phải thử sức với anh ta với độ khó ở tuổi 27 hiện tại nữa, bởi vì kết quả đã quá rõ ràng rồi. Có thể thấy là ở trong môn cờ vua thì việc con người với máy móc ai chiến thắng có lẽ không quan trọng bằng việc là cả hai đã học tập lẫn nhau để cùng trở nên thông minh hơn như thế nào. Những phần mềm chuyên dụng của môn cờ vua vẫn đang hàng ngày tổng hợp hàng nghìn những ván đấu của các kỳ thủ để trở nên một phần mềm khó hơn, càng ngày càng trở nên khó hơn. Còn với các kỳ thủ thì họ đang sử dụng chính những phần mềm chuyên dụng đó để nâng cao khả năng đánh cờ của mình. Còn với chúng ta, những người yêu thích môn cờ thì sao? Ngoài những bàn cờ này thì chính những chiếc điện thoại thông minh với những ứng dụng chơi cờ mới đang giúp chúng ta học tập và tận hưởng môn thể thao trí tuệ này một cách hấp dẫn hơn. Đó là câu chuyện thú vị về môn cờ vua. Còn bây giờ chương trình sẽ kết thúc bằng những hình ảnh thể thao để lại nhiều ấn tượng nhất trong tuần qua. Phải nói rằng đó là một tuần mà xem trận đấu bóng đá nào, những cầu thủ mặc trang phục khác màu đứng giữa khung thành cũng khiến người ta phải nhắc tới. Hãy cùng điểm lại và chúng ta sẽ chia tay nhau ở đây. Hẹn gặp lại quý vị sau 7 ngày nữa. Một sự khởi đầu mùa giải đầy trớ trêu cho thủ thành Đặng Văn Lâm. Ở vòng đấu mở màn, anh thi đấu cực kỳ xuất sắc,
cũng không cứu được đội nhà thoát khỏi một trận thua. Hà Nội. Oseni có khoảng trống. Đặng Văn Lâm bên phía đội khách. Đến trận thứ hai, khi ba điểm nằm chắc trong tay, thì Lương Xuân Trường lại xuất hiện. Với Văn Lâm, anh cũng đã phán đoán nhầm hướng dứt điểm của Xuân. Theo chiều ngược lại, Bùi Tiến Dũng có thể tự tin ghi thêm một trận giữ sạch lưới nữa vào bảng thành tích của mình. Sự tập trung của anh giữ lại một điểm cho FLC Thanh Hóa tại AFC Cup. Các giải đấu trẻ thì những thủ môn có lẽ nhận được nhiều bài học nhất về tâm lý. Pha bóng vụng về nhất trong tuần thuộc về thủ môn của đội U19 Hà Nội. Còn giải U19 quốc gia năm nay sẽ là một kỷ niệm khó quên với chàng thủ môn Đồng Tháp. Thật khó tin với vóc dáng này, anh đã đẩy được hai quả penalty trong trận chung kết, đưa đội nhà vô địch và đồng thời trở thành thủ môn xuất sắc nhất giải.